Tét tao cúp video ơi. Tét tao rồi, tét tao rồi. Con nào đâu? Con nào? Con nào thúi đâu? Ê ê ê, ê rau của tôi. Rau của tôi dập hết ông ở đi. Dập dao. Chiều nghe la tùm ta thả ra mà mừng dữ vậy. Mừng lắm, mừng lắm. Con nào mừng đâu? Con nào mừng đâu? Con nào mừng đâu? Hello. Nè, đó cho cây đó. Phải có cái cây nè, mới trị lô này được. Ê, đi ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, cứ chạy hết. Nè, nước dây mặt vô. Sắp khói, tội lỗi. Nè, sắp lớn tội lỗi của mình. Cái tí kè nè, bọc giò vô. Bọc giò vô, sắp hỏi tội lỗi, thôi đi ra. Đi là xin chào quý vị khán giả đến với kênh bà Chính Vlog CS. Có chú cúc video dễ thương quậy tưng bừng. Rồi đi ra ngoài nha. Ra ngoài đi. Đó con quậy, con cúng quậy kìa. Công nhận cải này mình trồng gieo nhiều mà nó lên nhiều dữ mẹ. Đi chơi đã rồi giờ vô đây quậy không đi con à, cúng quậy nè các bạn. Rồi chạy về ơi. Ngàn cải triệu đô á. Ăn hoài cũng hết, từng nào cũng nhổ. Nhổ suốt ngày. Đợt này không trồng mận được bầu uổng ha. Đó. Mẹ đang làm sao đồng. Dạ. Bầu uổng quá trời luôn. Qua cái đợt này nữa rồi cái mình cuốc cái vàng đó, cái bờ lên cho nó cao. Dạ, nó không ngập nước. Ừ. Nó không bị từ bi. Ở đây nó hơi thấp mình sợ nó hay ngập nước nó chết. À trên con bùi con có ngập nước đâu mà nó cũng từ bi chứ. Chắc là cái thời tiết quá. Thời tiết. Chắc tại vì người ta muốn từ bi là ngập nước. Mình trồng rau sạch mình không sử dụng. Mình bắt trồng và bầu cũng tốt luôn. Bầu bướm, củ hoa tây. Cơ kìa, cơ nó đi đâu rồi. Đây nè, cũng bị gô.
bắt quả tang cúng miên gôn thả gì đó con, trời thả cái khẩu trang đâu môi cái khẩu trang mà cắt vậy. Nay trời chiều đẹp quá các bạn. Nữa nó chạy qua bà chín nữa rồi. Ê, làm gì đó chú siêu phu lu nè, ăn cái chả cái lưỡi này sao mà dài dữ vậy, vô tung tăng thấy đau nè. Đi chơi ôi đổ rau xuống nhà đại giờ chú con ơi. Đây cúng Milo các bạn, nó làm gì mà nó nhảy lên đó, nên nó làm gì đó. Milo con làm gì trên đó vậy Milo? Con định bay lóc nhà gì mà nhảy lên đó? Rồi cúng Milo rồi các bạn, nó nhảy lên tới đó luôn á, từ đó tới mặt đất là cao lắm á. Rồi xuống được không cúng Milo? Đâu trời, nó xuống dễ dàng gì, chờ coi cho nó phóng luôn nè. Đó, coi Lý Tiểu Long rồi, xong. Không xuống không? Hay là chủ đỡ? Ê, theo. Ê, trời ơi, một cái con sung quá. Ê.